Tính năng hỗ trợ lên xuống xe chúng ta có thể cài đặt ở phần màn hình điều khiển trung tâm của xe. Ở đây chúng ta di chuyển xuống phần hỗ trợ lên xuống xe ha. Ở đây nó sẽ có tùy chọn là tay lái và ghế ngồi, có nghĩa là khi chúng ta tắt máy, mở cửa bước xuống hoặc là mở cửa và tắt máy thì cái phần vô lăng sẽ di chuyển lên và cái ghế sẽ lùa ra phía sau, tạo cái không gian chúng ta có thể dễ dàng lên xuống xe một cách thoải mái. Bây giờ Chánh sẽ thử Chánh tắt máy, mở cửa xem cái vô lăng, mọi người thấy vô lăng nó chạy lên và cái ghế chạy ra hay không nha. Tắt máy nè, mở cửa, vô lăng chạy lên. Hello, tại Chánh chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Chánh. Không biết là mọi người đã từng cảm thấy ngỡ ngàng khi sử dụng tính năng hỗ trợ lên xuống xe của Mercedes-Benz hay không? Đây là một tính năng rất là hay và hầu như cũng không xa lạ gì mấy với những người sử dụng xe Mercedes-Benz một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, có một số khách hàng cảm thấy rằng tính năng này nó vẫn chưa hoạt động theo đúng cái mong đợi của mình và chưa tìm ra lý do tại sao như vậy, phải kích hoạt như thế nào hay không. Chánh cũng cảm ơn một anh khách hàng đang sử dụng mẫu GLC 2020 có nick Zalo là Andy Sơn. Do điều kiện xa xôi anh không thể ủng hộ mua xe chỗ Chánh được. Tuy nhiên anh cũng tin tưởng và gửi cái thắc mắc đó lên cho Chánh. Nhờ câu hỏi của anh mà Chánh đã tìm hiểu kỹ hơn về tính năng này và trong video hôm nay Chánh sẽ chia sẻ đến anh cũng như là bà con cô bác đang sử dụng xe Mercedes-Benz ha. Hệ thống hỗ trợ lên xuống xe là một tính năng rất là hay trên xe Mercedes-Benz. Hệ thống này sẽ can thiệp bằng cách nâng cao vô lăng và lùi ghế tài ra phía sau khi chúng ta tắt máy xe và mở cửa tài để tạo ra một không gian đủ lớn, tài xế có thể dễ dàng lên xuống xe. Sau khi quay trở lại xe, mình đóng cửa tài và nổ máy thì hệ thống sẽ trả lại vị trí gần nhất. Bây giờ Chánh sẽ demo cho mọi người xem thử nha. Đóng cửa tài, bật điện thôi. Mọi người đã thấy vô lăng và ghế tài di chuyển để trả lại cái vị trí gần đây nhất của Chánh. Còn bây giờ Chánh sẽ tắt điện và mở cửa tài. Nhưng mà với một số bà con cô bác, có thể là vô lăng sẽ không di chuyển hoặc là ghế tài sẽ không lùi ra phía sau. Và lý do là gì? Chánh sẽ chia sẻ cho mọi người luôn nha. Về phần vô lăng, khi tính năng hỗ trợ lên xuống xe hoạt động đó, vô lăng sẽ nâng lên. Tuy nhiên với xe mọi người á, đôi khi nó đứng im ru hà. Theo Chánh thì nó có thể đến từ hai cái lý do. Lý do đầu tiên á là cái vô lăng này tạm thời nó có thể nó đang bị kẹt, hoặc tính năng chỉnh điện của vô lăng á nó đang có vấn đề. Mọi người hãy kiểm tra lại với Chánh bằng cách sử dụng cái cần ở đây nè. Chúng ta di chuyển cái vô lăng ha, chúng ta chỉnh bốn hướng luôn. Nếu mà vô lăng vẫn di chuyển ngon lành á thì chúng ta đến cái lý do thứ hai. Lý do thứ hai á thì trong quá trình chỉnh cái tư thế lái đó mọi người, có thể là mọi người đã cho cái vô lăng này nó lên hết hành trình của nó rồi, hầu như là nó đã chơi khô máu với mọi người luôn. Khi mà chúng ta xuống xe, chúng ta yêu cầu nó nâng lên nữa theo cái tính năng hỗ trợ lên xuống xe á thì nó không còn cái lay quần gì để nó chơi với mọi người hết. Thành ra là bây giờ kiểm tra lại với Chánh bằng cách cho vô lăng nó sắp xuống chút xíu nha. Xong rồi, bây giờ Chánh đảm bảo với mọi người hệ thống hỗ trợ lên xuống xe nó can thiệp vô lăng ngon lành luôn. Mọi người thử lại xem sao nha. Tiếp theo ở phần chỉnh cái ghế xe nó mới quan trọng nè. Thật sự là Chánh phải cảm ơn anh Andy Sơn. Nhờ câu hỏi của anh mà Chánh dành rất là nhiều thời gian để Chánh tìm hiểu về cái vấn đề hỗ trợ lên xuống xe này. Và với phần ghế xe Chánh tìm ra một điểm rất là thú vị. Đó là cái ghế tài có vẻ như là nó có hai nứt lùi mặc định. Chúng ta chỉ cần người là mò đúng hai cái điểm lùi này á, thì sau này cái việc lùi cái ghế nó sẽ rất là ngon lành. Thì bây giờ Chánh sẽ thao tác cho thực hành mọi người. Nếu mà không theo kịp thì hãy tua video lại coi nha. Chánh tin rằng nếu mọi người thèm làm theo đúng những cái bước Chánh hướng dẫn ở đây á, thì cái ghế của mình á, nó lùi nó ngon lành lắm. Bây giờ bắt đầu luôn nha. Đầu tiên thì Chánh sẽ nổ máy xe lên. Rồi, Chánh sẽ di chuyển cái ghế này lên maximum luôn. Mục đích là Chánh sẽ tìm ra cái điểm lùi mặc định đầu tiên của cái ghế này. Chánh chia sẻ là cái phần lùi thôi nha, cái phần lên xuống cái ghế nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ tắt máy xe, mở cửa. Rồi, đây là cái mức lùi mặc định của cái ghế này. Chánh sẽ lưu lại để làm dấu. Mục đích là để nó hồi so sánh cái vị trí số 1, số 2 mọi người xem nó chênh lệch nhau bao nhiêu. M, số 1, nghe tiếng beep là xong.
Bây giờ đóng cửa xe lại, nổ máy xe lên ha. Mọi người có để ý không? Lúc mà nổ máy lên cái ghế nó không di chuyển, tại vì trong lúc tắt máy xe chính nó can thiệp vào cái việc nhớ của cái ghế rồi, thành ra là cái ghế nó không trả lại đâu nha. Bây giờ tiếp theo thì Chánh sẽ di chuyển cái ghế này lên khoảng 2 cm thôi. Dừng. Bây giờ Chánh sẽ thoát máy xe. Mở cửa xe nha. Rồi. Mọi người thấy nó lùi nhiều không ạ? Cái mức lùi này nó nhiều hơn cái mức mặc định đầu tiên nữa. Bây giờ Chánh sẽ lưu lại M số 2. Giờ gọi thử nha. Số 1 nè. Mọi người thấy không? Vị trí mặt định số 2 nè. Đó, rõ ràng nó lùi nhiều hơn lúc nãy nữa. Rồi, sau khi xác định được hai cái điểm lùi này rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại cái vị trí ngồi mà thoải mái nhất cho mình. Ví dụ như bây giờ Chánh sẽ cho cái ghế lên cao lên chút để Chánh nhìn phía trước. Cái vô lăng không có che thông tin ở đây, cái đầu gối của Chánh lúc lắc được nè. Bây giờ mọi người nên Chánh chia sẻ mọi người là Chánh cao khoảng 1m75, cái phần chân của Chánh rất là rộng đây. Bây giờ Chánh sẽ tắt máy ha. Bây giờ mở cửa ra thì mọi người nó có chạy không? Cái phần này rất là rộng nè, lên xuống xe cũng thoải mái. Bây giờ mở cửa. Nó sẽ lùi luôn nha, nó sẽ lùi về vòng vòng cái mức số 2 luôn. Bây giờ lên xuống xe rất là thoải mái, lùi ra rất là nhiều luôn. Thì mọi người thử làm ở nhà nha, xem đúng với những gì Chánh nó nói hay không nha. Chánh cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian quý báu của mình xem qua cái video của Chánh. Mọi người đã ủng hộ Chánh suốt thời gian qua. Nếu mọi người thấy cái video này hay thì hãy tặng cho Chánh một like nha. Nếu mọi người muốn xem những video tiếp theo của Chánh được cập nhật liên tục thì hãy đăng ký kênh của Chánh luôn. Và đặc biệt là trong tương lai, nếu mọi người có nhu cầu mua cho mình chiếc xe Mercedes mới, cần tư vấn về xe thì hãy liên hệ với Chánh để Chánh có cái điều kiện tiếp tục duy trì cái kênh của mình và tiếp tục chia sẻ những điều hay của xe Mercedes đến cho mọi người. Ở phần cuối video thì Chánh để cái phần kích hoạt tính năng hỗ trợ lên xuống xe để những ai chưa biết thì mọi người cũng tham khảo luôn ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo của Chánh. Để kích hoạt tính năng hỗ trợ lên xuống xe, chúng ta di chuyển đến menu phương tiện hoặc là vehicle. Chúng ta sẽ di chuyển xuống menu cài đặt của xe, vehicle settings. Chúng ta di chuyển đến mục hỗ trợ lên xuống xe, tiếng Anh là Easy Entry Assist. Ở đây chúng ta sẽ có những tùy chọn là tắt, hoặc là chỉ can thiệp vào tay lái, hoặc là can thiệp vào tay lái và ghế ngồi. Tùy theo mẫu xe mà menu sẽ khác nhau và những lựa chọn ở đây cũng sẽ khác nhau. Bây giờ Chánh sẽ chọn tay lái và ghế ngồi. (Cười)